món cái kia là món gì ta? Mày bào sáng. Ok anh. Thịt xương bò đúng không nè? Còn không? Còn không? Nhớ mở. Rồi. Đó được ha. Cảm nhận sao anh? Ngon. Ngon. Trời ơi, miếng thịt bò này các bạn ơi. Quá đã luôn. Đây, anh mình sẽ lại múc ban một miếng thịt bò bự nữa. À, bự nha. Chô, chà, quá đã luôn mọi người. Quá ngon, quá ngon. Yeah. Sao vậy? Chê, ba, nhờ, nhờ. Cái này chưa chín nè. Cô Ba và Tám xin kính chào quý khách. Hiện tại nhà hàng lên thức ăn rất nhiều và liên tục, không lo thiếu hụt, mong quý khách vui lòng lấy thức ăn và nước chấm vừa đủ dùng. Nếu thực sự lãng phí, nhà hàng xin sò huyết của anh. Nước nào nào? Không được, không được. Không được, không được đâu. Để kéo anh. Ý là không được luôn á.